Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là nửa thế kỷ đã trôi qua, chỉ còn ít ngày nữa là những chiến công lẫy lừng, những địa danh nổi tiếng, những mất mát đau thương của cuộc chiến tranh cách đây 50 năm trước được ôn lại. Như chúng ta đã biết, cùng với những hy sinh mất mát, đau thương, chiến tranh cũng đã để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ, đó là các di tích chiến tranh cách mạng, không chỉ là những địa chỉ đỏ mà còn là những sản phẩm du lịch riêng có của Quảng Trị đang được khai thác trong những năm qua. Chúng ta cùng theo dõi một tổng hợp. Với 602 di tích cùng di tích lịch sử cách mạng và danh thắng, thì có đến 479 di tích được công nhận di tích cấp tỉnh, 33 di tích và cùng di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia. Trong đó có 4 di tích và cùng di tích được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt quan trọng là thành cổ Quảng Trị, cùng di tích đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, đường chính Khe Sanh, đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, địa đạo Vinh Mốc cùng với các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang đường chính đã tạo nên tính đặc thù, độc đáo và hấp dẫn của hệ thống di tích chiến tranh của Quảng Trị. Với di sản đặc biệt này, trong những năm qua, tỉnh ta đã khai thác loại hình du lịch văn hóa tâm linh mang màu sắc lịch sử cách mạng tại Quảng Trị. Cùng với chất liệu từ cuộc chiến tranh cách mạng, Quảng Trị đã hình thành những lễ hội như lễ hội thống nhất non sông, huyền thoại Trường Sơn. Đó là chưa kể trong các dịp kỷ niệm vào các năm chẵn, các địa phương trong tỉnh đều có những chương trình lễ hội quy mô hoành tráng. Ngoài ra, lịch sử chiến tranh cách mạng của Quảng Trị đã thành nguồn chất liệu cho các chương trình chỉnh luân nghệ thuật do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đã đóng đinh trong lòng khán giả. Cùng đi với các hoạt động này là hàng vạn du khách thập phương hành hương tham quan Quảng Trị. Năm nay, mặc dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, nhưng đây là một năm với nhiều sự kiện rất quan trọng. Các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Triều Phong và thành phố Đông Hà tổ chức lễ hội kỷ niệm 50 năm quê hương giải phóng. Các sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh QRTV. Lễ kỷ niệm 50 năm Quảng Trị giải phóng, 81 ngày đêm thành cổ và chương trình nghệ thuật của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được truyền hình trực tiếp trên VTV, QRTV và nhiều đài địa phương trong cả nước. Chương trình sân khấu thực cảnh kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8. Chương trình chỉnh luân nghệ thuật kỷ niệm 50 năm sự kiện thành cổ do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Đó là chưa kể hàng trăm hoạt động về nguồn, tri ân, tưởng niệm diễn ra khắp nơi. Nếu không có dịch bệnh thì ở thời điểm này, các tour, tuyến du lịch, các đoàn hành hương tham quan đến các địa chỉ đỏ và tham gia các sự kiện của Quảng Trị đã bắt đầu nhộn nhịp. Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để ngành văn hóa du lịch đưa ra những giải pháp kịp thời phục hồi ngành du lịch, mà trước hết là khởi động lại hoạt động của các di tích lịch sử đã ngủ đông hơn 2 năm do dịch bệnh. Tiếp tục thúc đẩy và quảng bá thương hiệu, ký ức chiến tranh, khát vọng hòa bình, từ đó hướng đến các loại hình du lịch khác mà chúng ta vẫn quen nói, phát triển, chưa khai thác hết tiềm năng. Một sự kiện bình luận tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.